Chào mừng toàn thể anh em quay trở lại với channel của mình. Ok, hôm nay lại tiếp tục cái series cờ tỷ phú anh em ạ. Nhưng mà tính ra thì nếu mà chơi cái này ấy, thì sẽ mua được một con bet. Một con bet thì nó sẽ ok hơn. Nó sẽ rẻ hơn anh em ạ. Rẻ hơn là mình quay ở cái kia, quay ở tháp kia. Hôm bữa mình đốt hơn 20k vào cái tháp kia mới được cái con này. Trong khi đó ở đây chỉ mất cầm nó hơn 3k thôi anh em ạ. Nếu mà xui thì hơn 3k. Còn hên thì cũng không đến anh em ơi. Đó. Ok. Cái này khá là ngon anh em nha. Hai hôm trước mình quên. Bận quá không online. Cho nên là giờ phải quay bùng bùi anh em ạ. Mỗi ngày 10 vòng. Đó. Quay cứ là tuyệt vời thôi anh em ơi. Cứ chiến nhân 5 anh em ạ. Không phải nghĩ. 8 này. 9 này. Đó. 9 là nhân 3 kìa. Vãi cả đợt trưởng. Không cả ấy luôn anh em ạ, không cả hết luôn. Được 338, còn 2 ngày nữa. Ừ, 2 ngày đó là đủ anh em ạ. Mỗi ngày được hơn 100, 175. Thì đến ngày cuối cùng mình chỉ quay 5 vòng thôi. Xem có cái gì ngon ngon được không nào. Đây à. Cái này anh em có mua hết nha. Nếu mà anh em có CP anh em có mua hết. Không phải nghĩ ngợi gì cả anh em ạ. Ai mà cần tinh phách cam thì mua. Ai mà cần tinh phách đỏ thì mua nha. Còn bên dưới này ấy, thì anh em tùy thôi. Tùy anh em chọn. Đó, tùy anh em chọn. Giữ thôi anh em ạ. Chết dở đấy. Click nhầm phát là hốc hết luôn đấy. Hôm bữa... quên anh em ạ. Tại vì có việc á, bận quá cho nên là... không có... ấy được, không có vô để leo cái mùa tháp mùa thứ 7 rồi anh em ạ. Cho nên là đợt này bỏ lỡ mất cái skin của con Tào Tháo rồi. Ok, để xem nào, xem vũ khí của con nào nhỉ. Tôn sách 5 triệu mốt, 5 triệu, ok, cường hóa vũ khí tôn sách nha. Hôm nay mình sẽ cường hóa anh em ạ. Đang có bao nhiêu cái than nào. 12 cái than anh em ạ. Tôm sách cũng 4 ấn anh em nha. Có tôi là ấn hơi cùi. Ôi trời ơi vãi này. Lên luôn anh em ạ. 12 than để xem lên được bao nhiêu nè. Đâu 2 than xịt rồi anh em ơi. 3 than xịt rồi. Giờ than kiếm cũng dễ mà anh em. Dễ lắm. Ai? Xịt anh em ơi. Xịt nhiều quá. Ok. Lên được từ 44 đến 47 anh em ạ. Hơi toan. Quá xui luôn anh em ơi. Quá xui. Quá xui anh em ạ. Nói chung là giờ than nó kiếm cũng dễ mà, than đấy kiếm cũng dễ lắm anh em ạ. Để mà nó có những hoạt động quyết đấu á. Đó, chịu khó tham gia thì cũng ngon lắm. Sợ anh em bỏ mất thôi. Nãy 26 rồi. Phải cả trường. Hơi toa anh em nhỉ. 24 này. 24 này. Lại xịt. Anh em thấy không? 2x thôi mà cường hóa đã há mồm rồi anh em ạ. Tỷ lệ thấp vãi. Hả? Vãi trưởng. Vãi, không lên nổi 24 anh em ạ. Kinh khủng chưa? Không hiểu kiểu gì luôn anh em ơi. Thể 24 này, 25 này, 26 này. Đó, cường hóa tự động luôn anh em ạ. Cho nó auto luôn.
28 này. Hai chín này, 30 này, đột phá luôn. Xem 90 viên có lên được 4x không anh em ơi. Mình lên trả được mấy chục cây 4x rồi anh em ạ. Một cây 6x, còn ôi trời xịt. Còn tôn sách thì đang 40 mấy á, 47 hay sao á. Ôi trời ơi, đợi vô song chu du ra thôi. Hôm bữa lên vô song ra cát lượng phế quá anh em ạ, bọn ấy thề phế vãi trưởng luôn. Đợi mỗi chu du vô song thôi. Bây giờ cũng đang ép ấy anh em ạ, đang ép cái vũ khí của con chu du để lắp ấn các thứ. Ô à, xịt quay. Lên không? Gật gật đầu. Gật như đúng rồi anh em ạ, như bổ củi luôn mà không lên. Ok, lên. Ngon. Đó, có 31, 32 thôi mà đã như thế này rồi anh em ạ. Sao mà đỡ trời. Hết rồi hả? Hết rồi anh em ạ, không còn cái gì nữa. Cái này thì 16 trên 18 à. 1 trên 15. Tính sau anh em ơi. Xem nào. Vòng quay à. Vòng quay ra cắt lượng. Nó vẫn có cái tác dụng của nó nhiều hơn. Mặc dù là chưa đủ hồn. Có hồn là ngon ngay. Ok, sơ sơ như vậy anh em ơi. Hôm nay lên làm clip nghịch cờ tỷ phú cũng như là cường hóa một chút xíu anh em ạ. Đó, anh em xem giải trí nha. Đợi mình lên vô song du du và sau mình đi test cho anh em nha. Anh em đi qua mà cảm thấy ok thì để lại cho mình một like cũng như là tương tác một comment dưới phần bình luận anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye anh em.